Đó. Sau đó mình sẽ dùng cái bút để mình ghi số giờ nhé. Sau khi mà mình đã viết xong số giờ, bây giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu cam để mình làm cái kim đồng hồ nha. Về phần kim đồng hồ thì rất là dễ thôi, giờ mình sẽ cắt ra hai màu giấy. Đây, mình sẽ cắt ra hai màu giấy nhỏ như thế này. Giờ mình sẽ dùng bút chì để vẽ cái kim đồng hồ ra đây nha. Mình sẽ cắt nó ra. Giờ mình sẽ gắn nó lên cái đồng hồ nha. Vậy là mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ dùng một bút để vẽ cái vùng viền xung quanh đồng hồ nha. Mình sẽ viết vẽ thành những cái đường đứt đoạn như thế này xung quanh cái đường tròn của cái đồng hồ. Mình sẽ vẽ nốt cái tai nha. Mình đã vẽ xong cái tai như thế này. Tiếp theo mình sẽ dùng đến cái tờ giấy màu hồng. Mình sẽ cắt ra hai hình trái tim nha. Mình sẽ cắt ra hai mảnh giấy như thế này. Sau đó mình sẽ gập đôi nó lại.
cái thứ hai nha. Rồi mình sẽ dùng cái bút chì để vẽ nửa hình trái tim ra đây. Mình sẽ cắt nó ra nha. Giờ mình sẽ gắn nó lên cái tai của cái đồng hồ này nha. Như vậy là mình đã làm xong một cái đồng hồ tay gấu cực kỳ đáng yêu màu trắng, đỏ và xanh như thế này rồi. Rất là dễ làm, mọi người thích thì có thể dùng những cái tờ giấy màu để làm ra những cái đồng hồ ngộ nghĩnh giống như mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha.